Chào mừng các bạn đến với series giải mã vũ khí PUBG Mobile. Thường thì sau khi hạ dù trên chiến trường của PUBG Mobile, người chơi sẽ lùng sục các tòa nhà gần nhất để loot vũ khí với tốc độ cực nhanh. Nhưng nếu chẳng may bạn không tìm được khẩu súng trường nào, thì đâu là vũ khí bạn ưu tiên lựa chọn? Mặc dù mức độ sử dụng súng lục trong PUBG Mobile không bằng các loại súng khác, nhưng khi cần thiết, nó vẫn phát huy tác dụng nhất định, nhất là ở giai đoạn đầu game. Đôi khi, nó sẽ cứu mạng bạn nếu chẳng may chưa kiếm được súng khác hoặc trong tình huống hết đạn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu top 5 khẩu súng lục tốt nhất của PUBG Mobile 2021. Ở vị trí thứ 5 là P1911. P1911 sử dụng loại đạn .45 ACP. Đây là loại đạn dễ tìm thấy trên bản đồ. Nhờ sử dụng đạn .45 ACP nên nó có mức sát thương cơ bản cao hơn nhiều so với những khẩu súng lục sử dụng đạn 9 ly. P1911 có băng đạn cơ bản là 7 viên và có thể mở rộng lên đến 12 viên. Nó chỉ có một chế độ bắn duy nhất, khiến nó gặp bất lợi khi cảm về cuối trận. Ngoài ra, P1911 có thể gắn được ống ngắn holo, red dot và nòng giảm thanh. Điều đó giúp bạn có thể ngắm bắn với phạm vi xa hơn mà không gây ra tiếng động. Cái tên thứ tư đó chính là P18C. P18C có mức sát thương cơ bản khá thấp là 23, sử dụng đạn 9 ly, có băng đạn cơ bản là 17 viên và có thể mở rộng lên đến 25 viên. Mặc dù chỉ là một khẩu súng lục, nhưng nó có thêm chế độ bắn tự động sẽ giúp bạn có thể xả đạn nhanh nhất có thể lên đối phương, nhất là trong giai đoạn đầu game khi người chơi chưa có nhiều giáp và mũ. Tuy có mức sát thương thấp nhưng bù lại nó có tốc độ bắn rất nhanh và chế độ bắn tự động. Vì vậy, nếu tính sát thương trên một băng thì P18C gây ra sát thương rất mạnh. Vũ khí này không phù hợp với các cuộc chiến tầm xa, nhưng phù hợp nhất để làm một khẩu súng lục dự phòng khi khẩu súng chính của bạn hết đạn. Thứ ba, đó là súng shotgun cơ nòng. Đây là khẩu súng shotgun duy nhất được xếp vào hàng súng lục. Nó có chức năng như một khẩu S686 bỏ túi. Tuy nhiên, nó có vùng sát thương lớn hơn do nòng súng được cắt ngắn đi. Khẩu súng này có mức sát thương cơ bản là 80. Đây là mức sát thương cao nhất trong các dòng súng lục. Súng sẽ thích hợp khi bắn ở cự ly gần, cận chiến, khoảng cách không quá xa mục tiêu và chỉ thực sự hữu ích ngay khi hạ dù súng bản đồ. Súng shotgun cơ nòng này chỉ gắn được duy nhất ống trụ đạn, giúp hạn chế sự lan tỏa của các viên đạn khi bắn. Ngoài ra, băng đạn của khẩu súng này chỉ có 2 viên và tốc độ thay đạn rất lâu. Nếu hai phát bắn của bạn không hạ gục được kẻ địch thì chắc chắn bạn cần tìm một nơi để núp nhanh chóng. Cái tên thứ hai đó là Desert Eagle. Desert Eagle còn được biết đến với cái tên Đại Bàng Sa Mạc. Nó là một vũ khí có độ sát thương cao, với chỉ số sát thương lên đến 62 trên mỗi phát bắn thì chỉ với 2 phát headshot là đủ cho một tên địch có mũ 3 lên bảng. Còn với mũ 1 thì chỉ cần một viên là đã hạ gục kẻ địch. Bao nhiêu đó là đủ để khẩu súng này trở nên cực kỳ nguy hiểm, bất kể việc có tốc độ bắn không cao và độ giật cũng khá lớn. Desert Eagle có phạm vi hiệu quả trong 100m và sử dụng đạn .45 ACP có thể dễ dàng tìm thấy trên bản đồ trong PUBG Mobile. Bạn cũng có thể trang bị thêm cho súng phụ kiện như ống ngắm holo và red dot để tăng phạm vi chiến đấu. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng Desert Eagle khi chiến đấu trực tiếp với đối thủ trong không gian chật hẹp. Có thể sử dụng nó là vũ khí phụ khi súng ngắm là vũ khí chính. Ở vị trí đầu tiên, đó là Scorpion. Không có gì ngạc nhiên khi đứng đầu danh sách này là Scorpion. Đây là một khẩu súng sử dụng đạn 9 ly và thật khó để coi nó như một khẩu piston khi mọi tính chất của nó đều giống như một khẩu SMG thực thụ. Đạn nhiều, có chế độ bắn tự động và có thể gắn tay cầm. Mặc dù nó có mức sát thương rất thấp so với các khẩu khác cùng dòng, nhưng điểm mà nó đánh bại tất cả các loại súng khác là nó gắn được rất nhiều phụ kiện như băng đạn mở rộng giúp tăng từ 20 viên lên đến 40 viên, gắn được ống ngắm holo, red dot, giảm thanh và cả báng súng. Ngoài ra, do tốc độ bắn quá cao nên độ chính xác của nó phải được kiềm lại nếu không muốn súng quá mất cân bằng. Tầm hoạt động hiệu quả của nó chỉ dưới 500m nên Scorpion thích hợp cho những tình huống cận chiến ở giai đoạn đầu game và cuối trận đấu. Đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy để trang bị trong ba lô cùng với vũ khí chính bởi độ cơ động cao và vô cùng nhẹ nhàng. Và trên đây là top 5 khẩu súng lục tốt nhất PUBG Mobile 2021. Còn các bạn thường sử dụng khẩu súng lục nào để hỗ trợ khi vũ khí chính hết đạn? Hãy comment ý kiến dưới video này và đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!